những ngày đầu năm mới 2018 thị trường chứng khoán đang rất sôi động khi chứng kiến hàng loạt doanh nghiệp mới lên sàn. Khi chỉ số VN Index dễ dàng vượt qua mốc 1.000 điểm và đang liên tục chinh phục những mốc mới, cùng với đó. Cổ phiếu các doanh nghiệp cũng đang giao dịch sôi động. Câu lạc bộ doanh nghiệp ba chữ số cũng vừa kết nạp thêm mấy thành viên với mức tăng trưởng về giá rất lớn so với thời điểm đầu năm 2017. Song song với đó, những ngày đầu năm mới 2018 hoạt động giao dịch cổ phiếu quỷ cũng đang rầm rồ diễn ra. Chỉ trong 10 ngày đầu năm đã có hàng loạt doanh nghiệp có báo cáo về việc giao dịch cổ phiếu quỷ như tài chính Hoàng Huy. Gas, Địa ốc Hoàng quân, như CTCP PV, như Bóng Đèn Điền Quang, như Kỷ Nghệ Lành, Khảnh Hồi, Việt Cô, Mỉa Đường Lam Sơn. Cụ thể, CTCP đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy TCS vừa báo cáo đã mua được hơn 9. 72 triệu cổ phiếu quỷ trong tổng số 11 triệu cổ phiếu đăng ký mua với giá giao dịch bình quân 22.627 đồng trên cổ phiếu. Như vậy tài chính Hoàng Huy đã bỏ ra sốc xỉ 220 tỷ đồng để mua cổ phiếu quỷ để làm tăng giá trị cho cổ đông. Giao dịch thực hiện từ mùng 8 tháng 12 năm 2017 đến mùng 5 tháng 1 năm 2018. Tạc động của việc mua cổ phiếu quỷ được phản ảnh khá rõ trên biển đồng giá cổ phiếu TCA trên thị trường thời gian vừa qua. Đến từ đầu tháng 12 năm 2017 đến nay cổ phiếu TCS đã tăng 19% từ mức 18.800 đồng trên cổ phiếu lên mức 22.400 đồng trên cổ phiếu như hiện nay. Cũng như tài chính Hoàng Huy, bóng đèn Điền Quang, DQC cũng không mua hết lượng cổ phiếu quỹ đăng ký. Hệ thời gian công ty mới mua được 658.950 cổ phiếu quỷ trong tổng số gần 1 triệu cổ phiếu quỷ đăng ký mua vào. Nâng tổng lượng cổ phiếu quỷ nắm giữ sau giao dịch lên hơn 2,44 triệu đơn vị, với giá mua vào bình quân 39.837 đồng trên cổ phiếu. Bóng đèn điền quang đã bỏ ra hơn 26,2 tỷ đồng để mua số cổ phiếu quỷ này. Giá cổ phiếu DQC cũng tăng nhẹ từ đầu tháng 12 đến nay. Từ vùng giá 39.100 đồng trên cổ phiếu lên đến bộ 1.300 đồng trên cổ phiếu như hiện nay. Sang dầu Việt Cô, Việt Cùng vừa báo cáo đã hoàn tất mua vào 3 triệu cổ phiếu quỷ như đăng ký với giá mua bình quân 7.924. 4 đồng trên cổ phiếu đây cũng là toàn bộ số cổ phiếu quỷ hiền có của Việt Cô. Sẽ tác động trực thông tin mua cổ phiếu quỷ. Thì giá cổ phiếu Việt đã giảm từ vùng giá 8.100 đồng trên cổ phiếu hồi đầu tháng 12 xuống mức hơn 7.800 đồng trên cổ phiếu như hiện nay. CTCP kỷ nghệ lành SAF lại vừa thông báo đăng ký mua vào tối đa một chỉnh triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ nhằm bình ổn giá cổ phiếu và tối đa hóa lợi ích cho cổ đông công ty. Hiền giả mua vào xác định theo giá thị trường. Sau thông tin mua cổ phiếu quỹ, cổ phiếu ASF đã có 6 phiên tăng điểm liên tiếp từ đầu tháng 1 năm 2018 đến nay. Hiền giao dịch ở mức giá 19.300 đồng trên cổ phiếu, trực diện biến giá cổ phiếu qc giảm sâu. Địa ốc Hoàng quân AQC vừa thông báo sẽ dùng hơn 19. 4 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận sau Huế năm 2016 của công ty mẹ còn lại chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ để mua vào tối đa hơn 4. 85 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỷ, giá mua vào xác định không quá 4.000 đồng trên cổ phiếu trong khi hiện tại giá cổ phiếu SQC đang giao dịch dưới mức 2. 700 đồng trên cổ phiếu. Tuy nhiên, đó mới là kế hoạch. Địa ốc Hoàng Quân còn phải báo cáo các nội dung liên quan đến việc triển khai mua cổ phiếu quỷ lên đại hội đồng cổ đông gần nhất. SQTCTCP Mỹ Đường Lam Sơn LSS cũng đã thông qua quyết định mua vào 6 triệu cổ phiếu quỷ. Nguồn vốn lấy từ thang dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển của công ty. Mía Đường Lam Sơn cũng đã đăng ký mua cổ phiếu trong khoảng thời gian từ mùng 10 tháng 1 đến ngày mùng 8 tháng 2 năm 2017. Phiên giao dịch ngày mùng 9 tháng 1, ngay trước thời điểm công ty bắt đầu mua, cổ phiếu LSS đã bất ngờ tăng trần lên mức 12. 050 đồng trên cổ phiếu, khác với những doanh nghiệp khác, CTCP đầu tư dịch vụ khẳng hồi Kha Hờ Ông Sờ mà chứng khoán Kha vừa công bố phương án mua lại 4. 236.092 cổ phiếu quỷ tương ứng 30% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty trước khi hủy niêm yết từ nguyên trên House và sẽ chuyển sang đăng ký giao dịch trên Upcom. Nguyên nhân của việc mua lại cổ phiếu quỷ theo Kha Hờ Ông Sơ là để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông khi hủy niêm yết. Trước đó, vấn đề hủy niêm yết của Kha Hờ Ông Sơ cũng đã được cổ đông đóng góp nhiều ý kiến. Một số cho rằng công ty không dễ gì được niêm yết trên house. Bồng dương chuyển xuống giao dịch tại thị trường ước cung sẽ khiến thông tin không minh bạch. hơn nửa thị trường house sẽ là nơi hỗ trợ huy động vốn tốt hơn. một số khác lại cho rằng kênh huy động vốn tại house được công ty sử dụng không hiệu quả. cổ phiếu có thanh khoản kém, chi phí duy trì niêm yết cao nên chuyển sang ước côn để tăng thanh khoản cũng là một lựa chọn tốt. dù sao kết quả cuối cùng cổ đông kha hờ ông Sở cũng đã đồng thuận để công ty hủy niêm yết trên house. Ngay sau khi có thông tin mua lại cổ phiếu quỹ và chuyển sang, từ đầu tháng 12 năm 2017 đến nay cổ phiếu Kha đã tăng 15% từ mức giá 27. 000 đồng trên cổ phiếu lên vùng giá 31.000 đồng trên cổ phiếu như hiện nay. Còn Tổng Công ty Khỉ Việt Nam, CTCP, Gas, tranh thủ lúc cổ phiếu GAS vượt đỉnh lịch sử. lên trên mức 100.000 đồng trên cổ phiếu đã thông báo muộn bán hết 601.930 cổ phiếu quỹ để cơ cấu lại nguồn vốn. Giao dịch dự kiến thực hiện từ mùng 5 tháng 1 đến ngày mùng 3 tháng 2 năm 2018. CTCP per cũng muốn bản hết gần 12 triệu cổ phiếu quỹ đang sở hữu để bổ sung vốn lưu đồng. Cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư trên BCTC hợp nhất quý 3 phần 2017 của công ty thể hiện giá trị sổ cổ phiếu quỹ PVI đang nắm giữ gần 213 tỷ đồng tương ứng giá trị bình quân khoảng 18. 110 đồng trên cổ phiếu, trong khi đó trên thị trường cổ phiếu PVI đang giao dịch quanh mức giá 32.000 đồng trên cổ phiếu. Sau lần bán cổ phiếu không thành công hồi cuối tháng 12 vừa qua, nay lên kế hoạch dài hơi. Sẽ bán cổ phiếu quỷ trong khoảng thời gian dự kiến từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 6 năm 2018. Ngoài các doanh nghiệp mua lại cổ phiếu của cảng bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỷ, thì các doanh nghiệp khác đang dùng chiêu cổ phiếu quỹ nhằm nâng cao giá trị cho cổ đông. Bình ổn giả thời điểm đầu năm 2018 bỗng dương rầm rộ hơn các thời điểm khác trong năm, tùy từng trường hợp. Doanh nghiệp áp dụng chiêu bán hoặc mua cổ phiếu quỹ hợp lý, và lần này chiêu cổ phiếu quỹ đã phát huy khả tột tác dụng của nó. hầu hết các mã chứng khoán đều tăng điểm khi có thông tin mua cổ phiếu quỷ từ các doanh nghiệp. thật Lâm, theo trí thức trẻ.